từ lịch sử, địa lý, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ. Vì thế đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều công ty lữ hành trong và ngoài nước. Em được học lý thuyết nhưng bên cạnh đó cũng được thực hành những công việc rất là cụ thể với những chương trình học mà em đã được học. Nó cũng giúp ích được cho em sau này có được nhiều kinh nghiệm hơn. Các ngành nghề này được đào tạo là luôn gắn liền với các cái cơ sở thực hành, chẳng hạn như là các địa phương, các trung tâm văn hóa, các doanh nghiệp. Do vậy, sinh viên có điều kiện để mà thực hiện và có cơ hội để tìm việc làm. Nhờ sự liên kết với các cơ quan văn hóa các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời tăng cường hợp tác với nhiều doanh nghiệp, nhà trường đã nhạy bén đổi mới chương trình đào tạo sát với thực tế, giúp sinh viên tiếp cận nhiều hơn với yêu cầu công việc cụ thể, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Theo thống kê của chúng tôi, thì hiện nay sinh viên của trường Đại học Văn hóa sau khi tốt nghiệp ra trường có trên 60% là có việc làm tại các cơ quan nhà nước cũng như các cái cơ quan, các cái đơn vị dân lập tư nhân. Từ lúc sinh viên đã trưởng thành chính là câu trả lời của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trước bài toán nan giải về nguồn nhân lực ngành văn hóa nước nhà. Các em đã đem theo hành trang cuộc đời mình với khát vọng khám phá, chinh phục, không ngừng học tập, hoàn thiện bản thân và cống hiến cho xã hội. Sau khi học 4 năm thì với những cái kiến thức mà em đã được học cũng như là những kỹ năng mà em đã rèn luyện tại trường cũng như là ngoài xã hội thì em nghĩ là em khá tự tin khi mà em bước vào đời. Ở trường Đại học Văn hóa hiện nay có những cái ngành nghề mà cũng cho rất dễ tìm việc làm, ví dụ như là đạo diễn sự kiện, lập biên tập và giữ chương trình. Cái khả năng kiếm việc làm của các em hoàn toàn có thể. Trong vòng 10 năm vừa qua thì chúng tôi đã tiếp nhận gần 300 sinh viên của trường Đại học Văn hóa đến công tác tại FASA. Đánh giá về số sinh viên tốt nghiệp này thì chúng tôi đánh giá đây là lực lượng trẻ được đào tạo chuyên nghiệp bài bản. Các em đã thích ứng rất nhanh với một môi trường làm việc đòi hỏi cái áp lực công việc rất cao. Tính đến nay thì có hơn 60% số sinh viên đã gắn bó lâu dài và phát triển cùng với FASA. Trong đó thì có gần 70 em là cán bộ quản lý các cấp của các nhà sách FASA trên toàn quốc. Có rất nhiều các anh chị đồng nghiệp được đào tạo và